Thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, vào lúc 10 giờ sáng nay, tàu cá QB 98043TS đang neo đậu tại bờ bắc sông Danh thì bị đứt dây neo trôi ra phía cửa biển, cách bờ khoảng 20 mét và bị sóng đánh làm lật tàu. Trên tàu không có người. Phát hiện vụ việc, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Danh đã huy động 30 cán bộ chiến sĩ và hơn 70 người dân chuyển hai dây cáp neo loại lớn, buộc tàu cố định vào các trụ cảng nhằm hạn chế trôi dạt, chờ nước lũ giảm dần để tìm phương án trục vớt, hạn chế thấp nhất thiệt hại. Tàu cá gặp nạn của ông Nguyễn Việt Anh sinh năm 1990 ở phường Quảng Phúc, thị xã Ba Đồn. Trước đó, tàu hàng Nam Anh 69 cũng bị cuốn theo lòng bè nuôi hầu trên sông trôi ra biển. Hiện tàu đang mắc cạn giữa phao số 1 và số 2, cách bờ khoảng 2 hải lý. Đợi lúc thủy triều đạt đỉnh, thủy thủ đoàn phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ đưa tàu ra khỏi vị trí mắc cạn. Do ảnh hưởng của bão số 4 và hoàn lưu sau bão, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn diện rộng, khiến cho lưu lượng nước đổ về các hồ thủy điện, hồ chứa nước tăng nhanh, buộc các đơn vị phải xả tràn. Và khoảng 7 giờ sáng nay, nhà máy thủy điện Hố Hô đã điều tiết nước qua tràn với lưu lượng là hơn 800 mét khối một giây, và tới 9 giờ sáng nay thì giảm xuống hơn 400 mét khối một giây. Còn hồ chứa thủy điện Hương Sơn từ 13 giờ 30 chiều nay xả tràn, điều tiết qua các cửa van đập tràn với lưu lượng từ 15 tới 92 mét khối một giây. Trước dự báo Hà Tĩnh tiếp tục có mưa lớn trong những ngày sắp tới, công ty trách nhiệm hữu hạn thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã chủ động cho điều tiết nước qua tràn đối với hồ Kim Sơn và hồ Thượng Sông Trí. Theo kế hoạch, ngày mai, hồ Bọc Nguyên sẽ xả tràn điều tiết nước với lưu lượng xả từ 10 tới 75 mét khối một giây. Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh, gây ảnh hưởng giao thông và có nguy cơ ngập lụt một số khu vực. Để đảm bảo an toàn, các trường học đã chủ động cho giáo viên, học sinh nghỉ dạy và học. Đến sáng nay, hơn 12.000 học sinh trên địa bàn hai huyện miền núi Hương Khê và Hương Sơn của Hà Tĩnh đã nghỉ học do mưa lũ. Mưa lớn liên tục kéo dài đã khiến cho mực nước tại các sông suối trên địa bàn của Hà Tĩnh dâng cao, gây ngập sâu nhiều tuyến đường, cầu tràn. Hiện nhiều hồ đập đồng loạt xả tràn khiến cho nhiều bản làng bị cô lập và hàng nghìn học sinh buộc phải nghỉ học. Chính quyền địa phương cùng với các lực lượng chức năng đang triển khai nhiều biện pháp di dời người dân ra khỏi vùng ngập, vùng sạt lở đất nguy hiểm. Nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây chia cắt nhiều tuyến đường dẫn vào xã Cẩm Lạc, huyện Cẩm Xuyên. Chính quyền cùng lực lượng công an huyện đã nhanh chóng hỗ trợ người dân đưa tài sản lên cao, đồng thời di dời người dân ra khỏi vùng ngập lũ, sạt lở đất. Hiện mực nước đang tiếp tục dâng theo từng giờ nên lực lượng cảnh sát giao thông buộc phải chốt chặn không cho người dân qua cả cầu tràn. Cái vùng này là vùng trung tâm bão lụt, rồi bão là thiên nhiên đến thường xuyên, thì chúng tôi cũng sẵn sàng là khi có lệnh cấp trên thì chúng tôi coi như là cùng để di dời. Lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Cẩm Xuyên đã là huy động 100% quân số ứng trực và đưa cả trang thiết bị bao gồm cả thuyền, áo phao, các cái công cụ hỗ trợ và các cái rào chắn để chặn các cái địa điểm ngập sâu. Mưa lớn kéo dài với lưu lượng từ 200 đến 300 mm đã khiến mực nước tại các con sông ngàn sâu, ngàn phố dâng nhanh. Hiện nhà máy thủy điện Hồ Hô, thủy điện Hương Sơn và hai hồ chứa nước Kim Sơn, hồ Thượng Sông Trí ở thị xã Kỳ Anh phải điều tiết lũ qua tràn. Dự báo nhiều khu dân cư sẽ tiếp tục bị ngập sâu và chia cắt trong những ngày tới. Dự báo tình hình mưa lớn sẽ còn tiếp diễn trong 1-2 ngày tới. Bên cạnh đó thì nước sông cũng đang dâng cao. Chính vì vậy lúc này chính quyền địa phương đang tiếp tục triển khai các biện pháp để di dời người dân ở các vùng sung yếu, ngập trùng để nơi an toàn. Chúng tôi đã huy động chỉ đạo lực lượng công an xã sơ tán những người dân ở cái vùng nguy hiểm về đến nơi an toàn. Tổ chức tuần tra khảo sát ở những cái địa điểm mà có nguy cơ ngập lụt cao để rồi đặt những cái biển cảnh báo. Bên cạnh đó, nguy cơ sạt lở đất vẫn đang tiềm ẩn tại các địa bàn vùng núi Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Kỳ Anh. Nhiều hộ dân ở các khu vực đồi núi đã phải di dời đến nơi ở khác. Nhiều tuyến đường cũng bị chia cắt do sạt lở và mưa lũ. Bản Rào Tre ở huyện Hương Khê bị cô lập. Hơn 12.000 học sinh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh buộc phải nghỉ học. Mặc dù tình hình mưa lũ đang còn tìm hiểu ra học, nhưng các địa phương đã vào cuộc, đã tổ chức là sơ tán người dân ở tại các cái vùng mà thấp trũng, vùng có nguy cơ ngập sâu và một số cái vùng mà có nguy cơ sạt lở đất đến nơi an toàn. Cho đến chiều nay, mưa lớn vẫn đang xuất hiện trên diện rộng, mực nước tại các con sông trên địa bàn Hà Tĩnh đang lên. Trong đêm nay, nhiều hộ dân vẫn chưa thể quay trở về nhà do bị nước lũ chia cắt. Tại khu vực miền núi tỉnh Quảng Nam, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại các khu vực dân cư, trường học và các tuyến đường.
Mới nhất vào sáng nay, chính quyền huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết một vết nứt lớn rất nguy hiểm kéo dài hàng trăm mét được phát hiện dọc quả đồi sau một khu vực dân cư. Chính quyền địa phương đã huy động bộ đội biên phòng và lực lượng tại chỗ khẩn trương sơ tán hàng chục hộ dân tới nơi an toàn. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng khảo sát hiện trường và ghi nhận vết nứt có chiều sâu từ 1,5 m đến 5 m, chiều dài hàng trăm mét, nhiều đoạn có dấu hiệu sụt trượt, đường nứt mở rộng và ngấm nước, có nguy cơ sụt trượt và trôi về phía làng dân. Cái đồi nhà anh Lâm Tâm, cái đồi trên đây là cái mép nứt rất là sâu, bà con nhân dân cố gắng chú ý, cho nên là phải di dời hết rồi. Trước tình huống nguy hiểm này, chính quyền xã Đắk Pre cùng với đồn biên phòng Đắk Prin đã nhanh chóng tổ chức lực lượng xuống tận từng nhà để vận động các hộ dân nhanh chóng di dời đến nơi an toàn. Đến sáng nay, toàn bộ 11 hộ đồng bào với 41 nhân khẩu cùng tài sản đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm. Lực lượng biên phòng cũng tổ chức ứng trực để theo dõi vết nứt, xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. Chỉ đạo cho đồn cơ động nhanh chóng cử 13 đồng chí đến hiện trường và phối hợp cùng với các ủy chính quyền địa phương sơ tán khẩn cấp nhân dân ra khỏi khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao. Đồng thời là giúp bà con di chuyển đồ đạc, dụng cụ ra khỏi nhà cửa. Bên cạnh đó, chính quyền huyện Nam Giang cũng đã đến tại hiện trường để tính toán các phương án xử lý tiếp theo nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản của người dân. Sau khi đi thị sát về thì sẽ họp lại và sẽ báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh về hướng giải quyết khắc phục khẩn cấp các hộ này. Hình thức thứ nhất là đưa ra giải pháp, nếu như các hộ đình có đất thì sẽ hỗ trợ tái định cư sang ghép. Những hộ nào không có đất thì vô gia đình chính quyền địa phương rà soát tất cả quỹ đất và sẽ tổ chức bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ. Cũng tại vùng cao tỉnh Quảng Nam, trước đó, huyện Nam Trà My đã sơ tán 51 hộ dân với 164 nhân khẩu ở các điểm dân cư có nguy cơ sạt lở cao đến nơi trú ẩn an toàn. Trước diễn biến khó lường của thời tiết, địa phương đã cấm biển cảnh báo người và phương tiện không lưu thông qua các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở và xảy ra lũ ống lũ quét. Quốc lộ 28 là tuyến giao thông huyết mạch kết nối tỉnh Đắk Nông với tỉnh Lâm Đồng. Trên tuyến quốc lộ này, ngành chức năng huyện Đắk Gờ Long, tỉnh Đắk Nông đã ghi nhận 3 điểm sạt trượt tại đoạn đèo đi qua xã Quảng Khê. Đoạn đèo dài khoảng 5 km từ km 182 tới km 187 với cung đường nhỏ hẹp có nhiều khúc cua gấp liên tục và nguy hiểm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tại khu vực đèo này đã xuất hiện điểm sạt lở phía ta luy dương gây nguy hiểm cho người dân và phương tiện giao thông. Ngoài ra cũng có sạt lở thêm 2 khu vực cách đó gần 1 km. Nhiều khối đất và cây rừng phía ta luy dương sạt trượt xuống mương thoát nước và một phần mặt đường. Hiện khối sạt trượt đang có dấu hiệu lan rộng thêm. Ngành chức năng đã giăng dây và cấm biển cảnh báo nguy hiểm tại các điểm sạt trượt này.